Xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 năm 2021. Phạm Thức Audio có đi lắp một bộ âm thanh karaoke. Vừa karaoke vừa nghe nhạc. Gồm có một cặp loa JBL 1000 nhá, 1000 KMI mắc đôi. Cấu tạo của loa gồm có hai bát 20, hai và một chung và một tép. Em đã độ thêm cho một cặp tép còi ở bên trên đỉnh và sử dụng âm ly Denon 890D bản màu đen cùng với một con vang X5 bãi, hàng bãi và một bộ mic JBL rẻ tiền. Giá cả cả bộ này rất hợp lý. Anh em cần liên hệ đến trực tiếp đến địa chỉ 468 Đường Điện Biên, thành phố Nam Định qua Zalo 0972192087 để có thể biết chi tiết khung giá của sản phẩm và lắp đặt. Đây, bên em lắp đặt vang số toàn bộ sử dụng bằng máy tính. Đây, bây giờ tiếp tục là em sẽ test một đoạn cho anh em nghe. Cũng đồng thời là mời bác chủ nhà hát bài. Anh alo thử nào. Alo. Vang rất tốt và chống hú cực kỳ tốt luôn. Đây, như mic đây chẳng hạn đây. Mic này có chế độ tự ngắt. Đây, 1, 2. Không zin này, mic đây. Không zin nhá, chỉnh không zin một tí nào luôn. Vang số mà, nên em cắt chỉnh giải tần ok hết. Không phải anh hát bài kia mà. Đâu nhỉ? Và đây, sau đây là lúc nãy là bản nhạc lỗi. Bây giờ là bài ca Đất Nước Tình Yêu do nam chủ nhà thể hiện. Tiếng mic phải nói cực kỳ tốt luôn, đánh thoải mái. Cặp loa này có thể đánh được vào với diện tích cực kỳ lớn. Vào một đôi nhà có thể là lên đến khoảng chừng tầm 50-60 m². Anh em liên hệ đến địa chỉ và qua Zalo. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ. Bên này sản phẩm bên em vẫn còn rất nhiều. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh.